Hello, xin chào bạn, chào bạn quay trở lại với cho mình nha. Mình là trường sở ta đây, ok. Và hôm nay mình sẽ làm clip với vị tướng gia nhé. Vai cả trường luôn. Thì nhắc đến anh chàng này thì chúng ta không thể không biết đến một cái biệt danh vô cùng thú vị em ơi. Có cái tên gọi Đáp Cứt Hội Nghị. Ok, thì đáp ra sao thì em cứ bình tĩnh và từ từ thì khoai nó mới nhừ được. Rồi thì mình đã lạc trôi bên cái máy chủ Đài Loan, mốt thành công cái bộ skill, bộ trang phục vô cùng đẹp nhỉ nha. Có cái tên Mưu Quyền Thái. Rồi, rất là đẹp luôn. Và cái gì đây? Trời ơi, 3-1 không chột cũng què bạn ơi, bình tĩnh đi. Làm gì mà lóng máy thế? Lóng máy là tái bô gì đấy? Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Như vậy là Mina đã bị ăn quả lừa rồi. Đó, bạn là bạn cắm hơi sâu cho nên không thể rút ra được. Rất là tội cho bạn. Đó, bye bye thôi. Đấy, nhưng mà thôi, đây gọi là ý trời thôi. Ý trời đã sắp rồi thì bạn không thể trốn thoát được. Rồi, Van Hewin đang bắn. Nhưng mà bạn chắc chắn là bạn sẽ bị ăn gọi là hất tung cái pha này. Đấy, như vậy là tiếp tục một mạng FB nhỉ em. Rất là thơm luôn. Đấy, người cứ gọi là thơm ngon bổ đẻ mút chùn chùn đi. Rồi thì em thể thấy hiệu ứng biến về rất là đẹp nhá. Đó, ra của chúng ta múa may quay cuồng. Ok, múa quyền thái anh em ơi. Thì với bộ trang phục này thì da của chúng ta không mặc quần áo nhưng em. À quên, mặc mỗi cái quần thôi, đóng khố hay sao ấy. Và trên hai cái cánh tay như là cánh tay rồng. Đạp rất là đẹp luôn. Và hiệu ứng kỹ năng của này thì mình chưa mốt toàn diện, cho nên nó vẫn còn hơi gọi là lỗi tí. Đó, nó không gọi là đẹp lắm. Khi mà ra trang phục chính thức thì nó sẽ còn đẹp hơn nữa nha anh em. Rồi, đấy. Có hiệu ứng đạp nha anh em. Hiệu ứng nội tại của con này là hiệu ứng đạp, không phải là gọi là đáp đạp đấm một cái gì nữa, đấm lùi kẻ địch nữa, mà là đạp. Rồi, mình đã thấy Van Huyền bên kia còn tèo máu và mình sẽ sang mình đáp cứt nha anh em. Rồi, đáp phân. Ok. Rồi, như vậy là Van Huyền đang nhìn mình bằng cái ánh mắt thèm phân. Trời ơi, và mình sẽ phục vụ bạn ấy. Ok, một bãi, trời ơi. Tí nữa sắp mặt rồi, còn một bãi nữa thôi. Một bãi nữa, ok. Trời ơi, thế thôi, đơn giản thế thôi. Đó, sang gọi là đáp cho hai bãi nè. Cụ Van Huyền là ngập mồm và đã phải đi bệnh viện rồi. Ok, thì như vậy là mình sẽ quay trở lại với cái con đường mid nhé em. Mid như vậy là tiếp tục được có mạng đây. Rồi, như vậy là Omen với lại Mina. Không hiểu tại sao nhưng mà đấy, đang kinh nghiên bơi trong trụ anh em ạ. Hai cái thanh niên này gọi là chỉ tập trung để trụ thôi. Đấy, đúng là cái cặp đôi gọi là thánh kéo. Omen cũng có skill kéo và Mina cũng có skill kéo nha anh em. Rồi, một đáp này, úi dồi, nó có phải gọi là thốn đến tận rốn luôn. Và mình lại tiếp tục thấy tên Rocket với 1 giờ đang ganh với cái đường FB nha anh em. Và mình cũng sẽ sang ganh luôn. 3 thành viên đánh 2 thành viên. Vậy chắc chắn là sẽ có lời thôi. Van Huyền có ăn được không? Trời ơi, bị Van Huyền tem bên kia úp sọt rồi. Và như vậy là Rocket một đáp thôi. Trời ơi, như vậy là Rocket là quá khỏe sinh lý rồi. Đấy, còn một đáp nữa thôi là Rocket sẽ chết. Rồi. Thèm mà, trời ơi. Như vậy là Rocket lại thèm cứt rồi. Đấy, không hiểu luôn. Đấy, lần sau thèm thì nói ra. Đó, tình nguyện chứ đừng có làm như vậy. Đứng đấy biến về, sấp mặt rồi anh ơi. Rồi, ulti này. Hỗ trợ Zephyr nhưng mà Zephyr vẫn phải úp mặt. Ok, nhưng mà mình sẽ báo thù cho bạn nhá. Đấy, tức là mình đã ăn được Mina rồi. Ok, quá là hoàn hảo. Thì mới phút thứ 4 thôi. Mình gần phút thứ 4 mình đã sơi tái được 6-0 rồi. Thì hỏi tại sao mà không bá đi. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Thì nếu mà anh em thấy cái bộ trang phục này nó đẹp ấy, thì anh em hãy comment bên dưới nhá về các ý kiến của anh em. Thì theo mình nghĩ là nếu mà bộ trang phục này mà về Việt Nam ấy thì chắc chắn nó sẽ phải vào đá quý thôi. Thì theo mình thấy là nó đẹp hơn cái bộ trang phục băng quyền quần quân đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy, hiệu ứng đạp, đạp rất là chuyên nghiệp. Thì võ công của người Thái Nam thì chuyên dùng cùi chỏ chân với lại cùi chỏ tay nha mà. Lên gối, lên nghiếc các kiểu con đà điểu. Ok. Nói chung là mình cũng là fan hâm mộ gọi là võ công bên Thái em ơi. Nhưng mà mình rất là yếu đuối. Rồi, làm sao đây? Theo Alat thì như đang có vẻ là ngửi đến cái mùi gì đó đến từ da. Ok, ulti này, trời ơi. Ulti không khí em ơi. Vãi cả trường luôn. Đó, như vậy là một pha gọi là chạy về chuyên nghiệp. Ok, thôi mình sẽ sang đây mình đáo ganh nhá em. Hai thành viên tem bạn đánh hai thành viên tem mình rồi. Hai thành viên tem mình có vẻ là nhỉnh cấp hơn cho nên đánh rất là đau. Ok, như vậy là Mina đã phải úp mặt vào sông quê rồi. Đấy, chúc cụ ra đi và Trần Định thoát thôi. Ok, thì mình sẽ tiếp tục sang cái đường bên này nhá anh em. Cái bên cái con nợ nỉ này này. Đó, bộ trang phục Cristiano mà hôm qua mình đã review cho anh em xem rồi.
Thực sự là rất là đẹp luôn. Thôi thì trận đấu này có vẻ là khá là nhàn nhã đấy em ơi. 12-3 rồi, team bạn đánh đấm sao? Rồi rồi, hình như là Van Hiểu Ỉn team mình đang đánh nhau với Van Hiểu Ỉn team bạn. Rồi, có trang phục à? Dám bắt nạt Van Hiểu Ỉn team mình. Ok, một ulti sấp mặt luôn nhé. Rồi rồi rồi, bye bye, mình biến về thôi. Đó, bình tĩnh thôi. Như vậy là ba thí sinh team mình đang lên đuổi. Không đuổi rồi, Rocket gọi là rất là nhanh. Cái chiêu của Rocket thì nướt các kiểu rất là nhanh luôn em ạ. Ok, đớp được ngay con thổ dân em ơi. Và mình sẽ bình tĩnh thôi, không nên nóng máy làm cái gì. Ôi kìa, có anh trụ kìa bạn ơi. Ôi giời ơi, như vậy là cặp đôi Omen với lại Mina đã đẩy đến nóc rồi. Không để ý là nó đẩy luôn nhà chính, nó win luôn ấy, khổ thân tôi. Rồi bây giờ chạy đi đâu? Bây giờ là bạn chạy đi đâu? Rồi không có mạng luôn. Đó, chị đại Wonder Woman là người kết thúc mạng của Mina. Ok, mặc dù là không KS được nhưng mà không sao cả anh em ạ. Thì clip này nói chung là mình review trang phục cho anh em cùng xem thôi. Đấy, rất là đẹp luôn. Và đồ vẫn như mọi khi mình để bên dưới anh em. Đó, hiệu ứng thì không phải gọi, không chẻ chê một cái gì cả anh em ạ. Hiệu ứng biến về múa võ đó. Trong Liên Quân thì hiếm khi có những cái bộ trang phục biến về đẹp. Sơ thì chỉ thấy có mấy cái trang phục như kiểu Nacos siêu Việt là đẹp thôi. Đấy, với lại bộ trang phục này, theo mình nghĩ là vậy. Ok, mình lại tiếp tục cuộc hành trình đáp cướp hội nghị thôi nha anh em. Đó, cái biệt danh nó sinh ra rồi thì nó in ấn với lại cái chiêu 2 của con này. Đó, đáp liên tục luôn. Rồi đáp liên xoành xoạch luôn. Cứ độ tầm 2 giây đáp một lần thì tem bạn làm sao mà chịu được. Mà lưu ý là phải đáp chuẩn nha anh em. Đáp chuẩn thì giảm thời gian hồi chiêu của chiêu 2. Đó, rồi. Vậy là tem bạn đi đâu hết rồi. Ok, không thấy một bóng dáng một ai cả anh em ạ. Thì mình sẽ lên lấy trụ này. Rồi Omen đang đứng đấy thủ trụ anh em ạ. Hai cái thanh niên kia. Ôi trời ơi, ôi ôi, làm cái gì bạn ơi? Bạn làm cái gì vậy, dám bắt nạt Zephyr cho mình. Ok, và như vậy là bạn sẽ phải trả giá vì hành động gọi là bắt nạt. Đấy, không có ai là bắt nạt thôi. Ok, như vậy là định sang ganh nhưng mà Wonder Woman đã giết được mạng rồi. Thì mình với cùng đồng đội mình sẽ ăn đi con rồng nộ nhí nhá. Mình sẽ KS này, KS luôn. Ok, đó đúng là trận đấu này nhàn rỗi nhưng mà không có việc gì để làm cho nên phải đi KS rồng của đồng đội. Thế thôi. Ok, rồi Van Hiểu Ỉn đang ăn blue nhưng mà thanh niên đã bắt blue. Và chắc chắn là bạn sẽ phải lên bảng vì hành động ăn blue. Ok, ok, quá là xàm xí nhưng mà không sao cả anh em ạ. Đấy, đúng một combo chết chết mạng của Van Hiểu Ỉn thôi. Rồi như vậy là ba thành viên team bạn đang úp sọt giờ flash team mình. Ok, mình cứu bạn ơi, Van Hiểu Ỉn chạy đi bạn ơi. Trời ơi, đừng tham hố, đừng ham hố làm cái gì. Đấy, cướp hết mạng của mình và cuối cùng là úp mặt vào sông quê rồi. Rất là buồn cho bạn. Đấy, có báu vở gì không ý chứ. Ok, rồi rồi rồi, thì mình sẽ tiếp tục mình đáp này. Úi dồi ôi, như vậy là Rocket đã né được. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, không có gì nói em ạ. Một đáp ngót 2000 đam. Đấy, sát thương phép khá là thốn anh em ơi. Thì cái vị tướng ra này hiện tại đang rất là khỏe anh em. Cái mùa này hiện tại đang rất là khỏe. Bởi vì cái nội tại của nó không như ngày trước nữa. Đấy, đánh 4 đòn mới được một phát thất tung. Bây giờ là cứ 3 đòn hay sao ấy. Với lại lội tại kích hoạt 6 giây một lần. Đó, đạp liên tục luôn. Thôi né, trời ơi. Làm gì mình đang buôn dưa lê bán dưa chuột mà bạn cứ bay vào mình làm cái gì? Làm cái gì? Ôi, làm cái gì vậy? Ôi làm cái gì đấy? Ô la lá nhỉ. Bình tĩnh thôi. Đấy, The Flash đẹp chưa? Đấy, thì clip sau mình sẽ mốt cái bộ trang phục The Flash này. Và mình hứa với anh em, anh em cố gắng nào ủng hộ mình hơn nữa nhé. Ok, sắp 300.000 sắp đến nơi rồi. Mình rất là hy vọng một điều tốt đẹp. Đó, hy vọng là sẽ sớm được 300k sắp thôi. Ok, bình tĩnh bạn ơi. Rocket làm cái gì? Ok, đúng một ulti cụ đã vào đi, ra đi rồi anh em ạ. Đấy, có kịp ngoảnh mặt đâu. Đấy, à thì ra là cái tư thế chết của Rocket là phơi mặt anh em ơi. Đó, tức là ngửa mặt lên rồi. Đó, đang ngước nhìn mình này. Đó, đạp cho một phát vào một người luôn. Đó, chết là mình vẫn phải đạp luôn. Ok, thì tiếp tục farm đấy anh em. Và như vậy là mình đã nhìn thấy bóng dáng của thanh niên Van Hủy. Còn một tẹo máu hay sao ấy. Cái gì đấy, cái gì đây? Đấy, Van Hủy còn một tẹo máu thôi. Và chỉ đại đã kết thúc được. Nhưng mà vẫn phải úp mặt vào trụ mà chết. Ok, rồi rồi rồi, đáp liên xoành xoạch luôn. Bạn ơi, bạn làm cái gì? Bạn làm cái gì? Đó, toàn những ông thèm cướp thôi.
và mình sẽ phục vụ nhu cầu của tất cả các bạn tàu khựa anh em ạ. Đấy, chả mấy khi được tạt gọi là trôi lạc bên cái máy chủ Đài Loan anh em ạ, thì phải hành cho các bạn đến bến luôn. Ấy, mặc dù là tem bạn hình như là không biết là tại sao ấy, đánh đấm kiểu gì mà nát bét rồi. Như vậy là sẽ có một cái trụ đầu tiên. Đó, trụ chính đầu tiên. Ok, móc được rồi. Ok, như vậy là kẻo địch đầu hàng thôi. Đấy, mình muốn review thêm cho anh em tí nữa nhưng mà không được rồi, rất là đen luôn. Và clip của mình đến đây là kết thúc nha anh em. Nếu các bạn thấy clip này hay cũng như cái bộ trang phục nó vô cùng đẹp đi thì hãy để lại like với cũng như comment của anh em nhá, cũng như chia sẻ video và đừng quên đăng ký nhá, đăng ký kênh nhá. Mai yêu các bạn, hẹn gặp anh em những clip tiếp theo. Bye bye.